Trời ơi. Trời ơi. Quá trời đồng hồ luôn. Xin chào, chào cả nhà đã đến với kênh Juno, Jimmy và Di. Sản phẩm hôm nay Di sẽ mở đó là một đống đồng hồ 1.000. Cùng xem đồng hồ của Di mua có những đồng hồ gì nha.
cầm chắc tay phết các bạn. Khi may cái gì? Chừng xem nào không có chạy. Ok, đang chạy. Đang chạy, cái đồng hồ. Đây. Bỏ tiếp theo sản phẩm gì đây? Mua nhiều đồng hồ như thế này. Một cái đồng hồ. Đây người ta cho thêm một pin nữa. Đồng hồ này đang sáng pin. Cái đồng hồ này là đồng hồ điện tử các bạn. Một cái đồng hồ màu đen bọc vàng mạ vàng luôn nha. Ghê không? Còn cái đồng hồ mạ vàng đang chỉ 3:11. Cái đèn đỏ, đèn đồng hồ đỏ ghê ghê. Các bạn, trong tối mà nhìn cái màu này thấy ơn ơn. Nó sẽ tặng đi nhắc gian. Tiếp theo là cái gì đây? Cái đồng hồ gì đây? Cái này cũng bọc chắc chắn các bạn. Cái đồng hồ. Vì đây là một cái đồng hồ đầu lâu. Đeo cực chết luôn nha. Cái đồng hồ đầu lâu thấy ghê không? Sợ lắm luôn á. Tiếp nè. Trời ơi, mình mua bao nhiêu cái đồng hồ không biết nữa. Cứ thấy giá ngon là đặt mua thôi. Một cái đồng hồ Candy Cat nữa. Đồng hồ này có hình con bướm ạ. Trên đồng hồ có hình con bướm không bạn? Con bướm xinh. Bạn gì đã có một đống đồng hồ ở đây, 3 pin nữa. Tiếp theo nha. Trời ơi, tôi nhận mua chi lắm đồng hồ biết nữa. Cái này chắc đeo cả tháng. Cái hộp đen như thế này và đồng hồ trong đây. Chà, cái này có vẻ mỏng gói kỹ và kiểu đẹp nhất. Nó có cả cái cục mút này nè, dễ thương ghê không? Một cái đồng hồ ở dưới. Tiếp tục là một cái đồng hồ có cái mặt in hình 3 cái đồng hồ ở dưới. Nhưng mà 3 cái đồng hồ dưới không có chạy được các bạn ơi. Dây này là dây nhựa. Đồng hồ này có 3 cái nút xoay. 1, 2, 3. Nhưng mà chỉ có một cái nút này kéo ra kéo vô và xoay được thôi. Có một cái nút giữa kéo ra kéo vô và xoay thôi. Còn hai cái nút còn lại ấy các bạn là nút để chơi thôi. Giống như kiểu cho đẹp. Giống như 3 cái mặt đồng hồ trong này cũng là 3 cái mặt như vậy thôi á. Không có nhúc nhích được. 3 cái mặt ở trong nó là cái hình dáng ở trong đó. Còn nhúc nhích là 1, 2, 3 kim nhờ kim mút kim dây thôi đó các bạn ơi. Vẫn còn đồng hồ, trời ơi quá trời đồng hồ. Một cái đồng hồ màu xanh cho em bé. Một cái đồng hồ màu xanh có hình em bé đang ăn với tô mì. Sau đó như cái này đồng hồ nữa cho mấy bạn nhỏ đeo hoặc là bạn tin đeo chơi chơi. Thêm một cái đồng hồ dây nam châm nữa. Một cái đồng hồ dây nam châm màu đỏ. Màu đỏ này có vẻ sáng lấp lánh. Những bạn da trắng đeo màu đỏ này rất là đẹp á. Một cái đồng hồ nữa. Đồng hồ này hình không có hình con gì hết. Một cái mặt đồng hồ trắng, dây trắng trơn. Đây ạ. Wow, còn cái cuối cùng. Cái này chúng ta có thêm một cục pin nữa. Một cái đồng hồ nam châm nữa các bạn. Một cái đồng hồ dây nam châm màu xanh dương. Vậy là bạn Di có đổi màu luôn á. Cái này đeo chắc bạn Di đeo được cả tháng luôn. Mỗi ngày đeo một cái. Đeo nhiều đồng hồ với
như nhiều đồng hồ có thiên hạ có chập trồ. Nhiều tay nhá. To to là một trend này. Xong mình tổng hợp xem có bao nhiêu cái đồng hồ đây. Ok. Đồng hồ trên 500 màu xanh, màu đỏ này. Có một cái này. Thêm một cái màu đen nữa này. Bán đồng hồ đây, đồng hồ trên, đồng hồ dưới. Giống như bán móc trên, móc dưới. Cái đồng hồ này lâu lâu đeo tại. Trời ơi. Coi còn gì gắn hết lên à. Trời ơi, đem đi mấy cái đồng hồ là bây giờ đem đi bán được rồi đó các bạn. Em đặt cái bàn sẽ bán nhẹ nhẹ mấy cái đồng hồ này vài chục nghìn. Hai cái này nó ná nhau, cái chất dây nó giống giống nhau, cái mặt dây cũng giống nhau, khác cái mặt trong các bạn. Một cái có in hình bướm bướm, còn một cái hình trơn. Cái hình trơn và đây. Trời ơi. Quá trời đồng hồ luôn. Bạn di chuyển sang bán đồng hồ rồi nha các bạn ơi. Đồng hồ không, đồng hồ quá, chơi đồng hồ luôn. Chỗ này mình đếm xem có 2, 4, 6, 8, 9, 9 cái, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cái nha các bạn. 15 cái là đeo được nửa tháng luôn, mỗi ngày đeo một cái. Tin một que đồng hồ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Di nha. Di xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.